Chào các bạn nha, thì hôm nay là mình soi đêm thứ hai ở đồng Phú Cường nha. Sớm giờ thì cũng bắt được ít con rồi, nhưng mà do ớt hôm nay khó bắt quá nên mình không có quay được nha. Để khuya tí nữa bắt cặp dễ bắt thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì sớm giờ mình cũng bắt được ít con rồi nè, được đâu hai con ếch cái à, nhưng mà do ớt hôm nay nó nhát khó bắt quá nên sớm giờ mình không có quay nha. Đợi khuya tí nữa nó dạng rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ở đây có một con nằm bên đất bươi nè. Hôm nay thì ở đây có mấy miếng người ta bươi rồi, mà nước chơi cũng rất là trong. Đây các bạn nằm đây nè, nước trong nhìn dễ thấy lắm nha. Cái này đất này người ta chuẩn bị bươi xạ rồi, thành ra là không có dịch chạy đồng nữa đó, nên người ta bươi rồi người ta bỏ là buổi một là nước ở trong queo lại liền à. Còn có dịch quần cái thể đục ngầu luôn. Hôm qua mình soi là mấy miếng này người ta chưa bươi nha. Đây có con nữa nè, con là nó núp rất là kỹ luôn nè, các bạn thấy không, có cái lỗ đục ngầu nó nằm ở trong nè. Cái con này sơ ý là bắt không được nữa đâu, ít cái nha, ít cái nhỏ. Thì đồng này hôm nay là chắc bắt không nhiều bằng hôm qua rồi, tại vì hôm nay là người ta tháo nước ra bớt rồi, nước cạn hết rồi. Nên bữa nay ếch nó cũng kêu thưa đi à. Cặp ếch này mới vô cặp thôi, thì dây nằm còn dính gom rồi từng mới chân rồi, nó mới vô cặp nữa rồi nên nó còn mê cặp dữ lắm. Mình cầm vậy nó không bỏ cặp đâu, còn mới vô cặp lâu rồi nó đẻ rồi, cái lại đụng nó là nó buông cặp nhảy liền. Ở đây có con cặp tiếp nha, mà mình đi lại cái là nó bỏ cặp rồi, nó trường đi mất rồi, còn có con một này còn ngách đực rồi, còn ngách cái nó trường đi luôn rồi, nó trường ra ngoài cái lần đường bên giữa nè. Đây còn đực. Ô, cái con này nó bị con vịt cắn chảy máu cái giò. Ô, ếch cái nha, ếch cái mà tại vậy đẻ rồi nên nó ốm rồi, mất cái bụng rồi, mình dòm tính ếch đực. Rồi lại thêm một cặp nữa luôn các bạn. Thế nè, nó mình gọi đèn đi lại cái nó lũi xuống rồi nè. Cặp ếch này nó bắt cặp rồi nó vẫn còn kêu luôn nha. Nó nhảy, gọi nhảy à. Để mình lụm ếch cái trước đây. Ếch cái đây nè, nó mới vô cặp à. Nó mới vừa lên cặp luôn á, mình lợi cái bởi vì thằng nhỏ nó bỏ. Vì vậy nãy nghe ếch đực còn kêu mà. Mình gọi lên thì thấy ếch đực nãy bự lên. Coi bằng ếch cái này luôn nè. Xuống đây là mất rồi. Mất tiêu. Ở chỗ này nó ngồi bờ dòng mới nghe nó kêu con nha các bạn. Nó kêu bờ dòng ra cũng gần, chắc ở tầm ở gần gần khúc này. Này thì trống lỏng dễ kiếm lắm. Hôm nay trời gió quá gió. Đây nè các bạn, nằm đây nè, ngóc đầu đây luôn nè.
Nó làm quay cái đầu xuống bởi vậy nó nghe nó kêu chịch dưới đây. À, có hồi tìm thấy thì nằm lúc ở trên đây không? Nãy ở khu đất gạo bên kia là bắt hết có rồi, nên giờ là mình đi qua bên khu đất bươi đây. Đang có hết được. Cái nhảy vậy. Ở đây còn luôn. Ở bên này sớm giờ không có đèn nè, hết dạng quá. Ý là đất bươi mà còn ngóc đầu cao nhộng nữa luôn. Mà đất bươi này các bạn bắt là lội đi đuối dò lắm nha. Tại đất gại chứ lội nó khỏe. Còn đất bươi này lội dễ thấy nhưng mà lội đuối dò lắm. Nó kêu cái quá trời luôn. Ôi nằm lúc trên nè. Nước này trong queo à. Rồi thấy là kiếm là gặp hết trơn. Đây nè, cái chốt nè. Rồi thấy không, nó chỉ đưa cái lưng lên chút xíu thôi, hơi đục đục nước à. Nó kêu phía trước con còn, gọi lên thấy không. Rồi thấy luôn nha. Ở đây nè, đang con đó nè, con đây bự hơn con kia. Để bắt con bự. Cái này bên đây, cái này là do đồng lớn quá nên đất bươi này là nó ít có cặp lắm nha. Còn gã, đất mà còn gã nó mới ra cặp nhiều. Còn như đất bươi này mấy con ếch đực này ra giữa đồng nằm không á. Mình gỡ ếch cái nó nhát kìa. Con sao hay thật. Em thấy nó chỗ này mà sao không thấy dấu gì hết trơn. Ở đây nè. Nằm đây nè. Trên tay mình hai con không kịp bỏ vô. Nó đực nhỏ 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 không. Ba con đi nặng. Ba con này thì không được 200 gram. Hôm nay thì bắt không có cặp nhiều nha. Chỗ này chắc cặp quá. Nãy gọi thấy xa xa, gọi thấy hai con mắt nhưng mà hai con mắt nằm xéo xéo. Chắc là cặp. Cái đầu này chắc mình bắt bữa nay, đêm nay chắc mai về nghỉ. Bữa hai bữa hai lên nữa. Cái lộn ghẹ cũng đuối à. Mình thấy ngắt đực rồi kìa. Sáng có ngắt trái nên em thấy rõ ràng lên cặp mà. Những mắt cái này dòm thấy xéo xéo nhau. Đây con này chắc hết trái rồi. Trái, còn hết đực nữa. Nhưng tìm hết đực kia nó đâu rồi. Đây có con cặp nha các bạn. Mà mình lại nó tẻ cặp kia rồi. Còn hết trái nằm đây à. Còn con hết đực nó trường đi nó kêu rồi. Này dính hết trái nè. Em đi theo bắt con ếch đực luôn nha. Con ếch đực nó trường theo đây nè. Đây nó nằm nhút ở đây nè. Các bạn thấy nó nằm không?
Thực này cũng bạn hết cát rồi nó chạy nữa rồi. Đây mình bỏ nó trái vô cái mình hay là nó bắt nó. Nhanh quá nhanh, giờ chạy đâu mình cũng không thấy nữa nè. Đây nè, nằm đây nè. Dính luôn nè. Nước đây là nước sâu thiệt nhưng mà ở trong gieo à. Thấy con nào lụm hết đó. Chỉ khi mình lội hỏi đục á. Cái nó chúi vô cái giò nó kiếm không gặp thôi. Đây con nè các bạn. Con này chẳng đáng gọi tới nó trường đi á. Nó trái nè, còn hết đực nó trường nó kêu luôn à. Nãy bây giờ mình gọi thấy tới một cặp rồi. Nó trường nhanh quá mình chạy riết thêm mà không kịp. Hết đực mình không thấy mất dấu rồi nó trường đi mất luôn rồi. Đây có cặp nha các bạn. Nãy giờ cũng khá lâu rồi mình mới thấy được cặp á. Một cặp này nhỏ. Đây nè. Đây là cặp ếch nè. Hồi nãy là mình gọi thấy con nhái nó ngồi cục cái đó kìa. Chứ không phải là thấy cặp ếch này nha. Cái mình gọi tôi tới đây xong thấy nó trường như nước. Mình làm kỹ rồi thấy cặp ếch. Cặp ếch này là mình nặng hơn nha. Ở đây có con cặp ếch nằm bờ kinh nè các bạn. Thì cặp ếch này nó dễ nhảy lắm nha. Mình phải đi bọc ở dưới lên mới được. Thì đây nó trường ra kìa. Cặp ếch này đây nè, mình lại phải chụp liền mới được. Mình xóm miếng này là hai cặp ếch bự luôn. Mình bên kia kinh gọi qua anh thấy rồi, cái mình lội xong qua xong mất tiêu luôn. Ngồi hoài còn không thấy nó luôn. Đây nè, nằm ở đây nè. Mà này về nãy giờ gọi cái búa trời nữa. Thấy nó. Dính con ếch cái nha, ếch cái nhỏ hết đực nữa. Ô, ở phía trước này còn nữa nè. Đây nè, nằm trong đây nè các bạn. Ngát này dễ nhảy lắm mà, mình thấy là phải bắt liền mới được. Tại miếng này nó có mấy cái đường mương. Có cặp nữa nha các bạn. Quá trời bù hông luôn.
bà con bắt gần gần sát bên cặp viên còn lẻ. Như vậy là xong một đêm soi nữa nha bạn. Thì đêm thứ hai mình soi ở đồng Phú Cường được nhiêu đây? Đây bạn, được nhiêu hết đây bạn. Hôm nay bắt được hết con bự nha. Dạ dạ. Ở đây là của dì hai, còn ở đây là của mình. Hôm nay bắt là ít ít cái nha, có ít được mới nhiều. Rồi đi hôm này nước cũng cũ rồi nên ít cái nó hết ra rồi, còn ít được không à. Nên quay trong các bạn xem.